Mến chào quý vị, ông bà cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa hôm nay. Thì câu chuyện này á, là như được một chị tên là chị Thảo. Quê của chị Thảo là ở dưới Đồng Tháp á. Chị đã gửi câu chuyện này lại cho Như để Như cùng chia sẻ với quý vị. Sự việc này là chị Thảo đã trải qua luôn. Chị đã gặp những cái hiện tượng ma mị như thế này. Nhà của chị Thảo có mở một cái quán trà sữa nho nhỏ. Chị mở bán ở phía trước vậy đó. Do nhà của chị là có mặt đường lộ lớn, chị dễ buôn bán lắm cho nên chị mở ra bán. Ở đối diện xéo xéo với nhà của chị tầm khoảng 100 mét là ở bên khu vực đó có một cái đầm sen. Hồi trước á, ở bên khu vực đối diện nhà của chị, ở đó là đất thấp thấp, đất trũng không à. Sau này người ta vô ở, nhà cửa bắt đầu xây nhiều lên hơn, thì nhà cửa có nhiều rồi. Còn duy nhất mỗi cái chỗ đầm sen đó, chủ của cái đầm sen này á, tên là cô Năm. Nhà của cô Năm ở cách đây tầm khoảng 1,5 cây số. Nhà của cổ thì đã xây khang trang rồi, cho nên cái chỗ này cổ vẫn để như vậy, không có đắp nền lên, chỉ để rồi trồng sen chơi thôi. Khi mà cô Năm cổ trồng cái mớ sen này thì cũng có thêm được thu nhập nữa. Có nhiều bộ phận của cây sen có thể được hái và bán kiếm tiền lắm, nên cô Năm vẫn giữ một cái đầm sen như vậy. Diện tích của cái đầm sen này cũng khá là lớn, bề ngang độ tầm khoảng 30 mét, còn bề dài sâu vô là cả 100 mét lận. Ở khúc này do là nông thôn nên nhà cửa cũng thưa thớt, chứ không phải là san sát nhau như trên thành thị. Cách tầm khoảng khúc là sẽ có một ngôi nhà. Chị Thảo chỉ nhớ tối ngày hôm đó tầm khoảng 6 giờ mấy, chị để ý được có một cái người này. Người này là đi trên chiếc xe gắn máy bình thường thôi. Có điều là cái người này trùm thấy ghê lắm. Trùm, đeo khẩu trang, đội nón, mặc cái áo khoác đen, đeo cả bao tay nữa. Cái người này là người đàn ông, họ cứ chạy qua, chạy lại, mà khi chạy chậm chậm. Mới đầu chạy ngang 2 lần thì chị Thảo chưa có để ý, nhưng mà sau đó chạy qua thêm mấy lần nữa cái chị Thảo mới nghía coi cái người đàn ông này muốn tìm cái gì, sao mà giống ăn trộm quá đi, chứ cái gì mà trùm dữ thần vậy. Chị để ý, chị thấy là cái người đàn ông lúc mà chạy ngang qua khu vực cái đầm sen của cô Năm á, là người đàn ông này chạy chậm một cách bất thường, mà vừa chạy vừa ngắm nghía vô đó, giống như là tìm cái gì đó hay sao á. Sau khi mà chạy qua chạy lại mấy vòng rồi, cái người đàn ông này còn dừng trực tiếp ở ngay trước chỗ đầm sen của nhà cô Năm nữa. Cái người đàn ông đó dừng, đứng nhìn chăm chăm vô một hồi, sau đó là lên xe rời đi. Từ cái lúc đó là chị Thảo mới không có nhìn thấy nữa. Cho tới tầm khoảng 9 giờ mấy, chị Thảo đóng cửa tiệm, dọn dẹp xong xuôi hết rồi, thì chị cũng vô trong nhà nằm nghỉ. Tầm khoảng 11 giờ tối, chị thấy hơi khát nước. Ở trong nhà tủ lạnh không có còn nước đá nữa. Chị mới đi ra ở trước á. Tại vì ở trước nhà của chị là có để một cái thùng đá. Chị ra coi thử là sớm bán trà sữa coi có còn nước đá hay không. Chị ra chị lấy uống. Vô tình ngay lúc đó chị lại thấy là cái người đàn ông kia mặc đồ đen trùm kính mít nhờ sớm, vẫn là đi cái chiếc xe máy đó. Mà người đàn ông đó đứng một hồi, sau đó là lên xe rời đi. Ở đây chị Thảo chị thấy như vậy, không có biết là cái người đàn ông này làm gì, bộ tính trộm sen của nhà cô Năm hay gì vậy. Mà mấy cây sen này trộm phải trộm cho hết luôn cái đầm sen này, chứ mà trộm 1-2 cây nó không có thấm thía gì hết trơn. Mà thấy người ta rời đi rồi, cho nên chị Thảo cũng đi vô nhà chị nghỉ ngơi. Đó là cái ngày đầu tiên. Kể từ cái ngày hôm qua là qua tới cái ngày thứ hai, chị Thảo đã bắt đầu thấy những cái hiện tượng như thế này. Lúc tầm khoảng 6 giờ mặt trời đã sập rồi, ở ngoài trời thì hơi ui ui. Chị Thảo bên này dòm qua ở bên khu vực đầm sen bên kia. Chị Thảo nhìn thấy là có bóng dáng của một cô gái. Cái cô này nhìn cái tướng của cổ thì mảnh khảnh, cổ bận một cái váy tới ngay đủ gối thôi. Dòm ở từ xa với do trời tối nữa, chị Thảo chỉ thấy cái bộ váy này là nó cái màu hơi xám xám. Cái váy này dạng kiểu cọ cũng nhìn xì tin dữ lắm. Chắc là cô này cổ tự ở Sài Gòn xuống hay sao á. Tóc tai của cổ thì nhìn bớt bát, mà do khoảng cách từ xa, chị Thảo chỉ tưởng là tóc cô này bị ướt thôi. Chắc là cổ mới gội đầu rồi cổ đi ra đường nên tóc của cổ ướt vậy đó. Mà cái cô này cổ lạ lắm. Cổ cứ đi tới, đi lui, đi tới, đi lui ở ngay chỗ khu vực của cái đầm sen này thôi, chứ cổ không có đi xa hơn nữa. Mới đầu thấy vậy chị Thảo cũng để ý, do cái cô này nhìn một cái là biết người lạ ở từ xứ khác tới. Chị Thảo dợm dợm hồi quay tới quay lui đã không có còn thấy cô gái đó nữa. Cho tới tầm 7 giờ rưỡi thì chiếc xe bán cá viên chiên hàng ngày đi ngang qua đây á. Chị thấy là cái anh bán cá viên chiên á, ảnh tấp vô ngay chỗ cái hướng đầm sen ở bên kia. Ảnh đá trống xuống, sau đó là ảnh mới lấy mấy cái sâu cá viên chiên ra anh chiên. Ở bên này chị Thảo thấy lạ lạ nha. Ủa đâu có ai kêu ảnh đâu, mà tại sao ảnh đứng ở bên bển rồi ảnh chiên, ảnh bán cho ai vậy ta? Chị bên này chị cũng để ý, thấy sau khi ảnh chiên xong á, cái ảnh đi lại ngay chỗ đầm sen, ảnh hất nguyên cái cá mới viên chiên nó xuống luôn. Rồi ảnh cầm lấy cái gì đó, ảnh nhét cho trong túi quần của anh, giống như ảnh nhét tiền vô. Ở đây do khoảng cách xa quá, cho nên là chị không nhìn thấy rõ anh đó ảnh nhét cái gì vô túi ảnh cả. Chị Thảo thấy hơi lạ lạ như vậy. Ở ngay chỗ quán trà sữa của chị có mấy bé đang ngồi uống, thì sẵn là thấy cái chỗ anh cá viên chiên này anh chạy lại, tụi nó mới kêu ảnh là lại bán cá viên chiên cho tụi nó. Cái lúc đó chị Thảo mới đi ra, chị Thảo hỏi: Ủa anh, hồi nãy em thấy anh ở bên bển, anh chiên cá viên chiên rồi sao anh dục xuống dưới đầm sen chi vậy? Cái anh cá viên chiên kia ảnh đớ người, con mắt của ảnh tròn xoe lên, ảnh mới hỏi lại chị Thảo: Ủa em nói gì vậy? Hồi nãy anh mới bán cho khách ở bển á, anh bán cho khách thì chứ không anh dục xuống ao sen chi, anh đâu có khùng đâu em. Mà chị Thảo chỉ nói á, khách nào, hồi nãy em thấy anh đứng bên bển á, anh chiên xong rồi anh hất cá viên chiên xuống dưới chỗ đầm sen đó luôn, em thấy rõ ràng mà. Ở đằng này mấy con bé này nè, anh hỏi coi tụi nó có thấy không? Thì khi mà quay qua hỏi á, một trong số những đứa bé mà đang ngồi uống trà sữa chỗ quán của chị Thảo nè, là có hai đứa nó cũng nhìn thấy giống như chị Thảo luôn. Nó thấy ảnh đứng có một mình ở bển nè, ảnh chiên xong rồi ảnh dục đi cái số cá viên chiên đó, rất là lạ lùng. Cái anh bán cá viên chiên ảnh nghe vậy ảnh thấy sao mà kỳ vậy trời. Ảnh nói rõ ràng hồi nãy ảnh vừa mới bán cá viên chiên cho cái cô đó mà, cô còn trả tiền cho ảnh nữa. Cái cô đó nhìn là chắc cổ dân Sài Gòn xuống hay sao, nhìn cổ lạ, rồi cách ăn mặc của cổ nhìn cũng sành điệu nữa. Nói xong vài câu thì anh cá viên chiên kia ảnh vẫn không có tin, sau đó ảnh lại tiếp tục lên xe và đi bán tiếp nữa. Chị Thảo cũng đã cảm thấy bất thường rồi, cho tới tối ngày hôm đó tầm khoảng 9 giờ mấy, chị Thảo đóng cửa tiệm của mình. Thì khi chị chuẩn bị kéo cửa lại, chị Thảo mới thấy bóng dáng của cái cô gái hồi chiều. Cổ đi te te lại ngay chỗ trước quán của chị á. Mà cô này cổ đi là cổ không có mang dép dài gì cả, cái chân trần luôn. Cái chân của cổ thì dính bùn đất lấm lem lên tầm khoảng gang tay, rồi ở trên người của cổ bận một cái váy màu xám. Khi mà cổ bước lại đây á, chị Thảo ngửi thấy rõ ràng là có một cái mùi bùn phát ra từ cơ thể của cái chị này. Chị đó chị mới hỏi: Dạ chị ơi, chị cho em hỏi, đường nào về Sài Gòn vậy chị? Thấy cái cô này cổ hỏi vậy á, chị Thảo chị mới chỉ là cái hướng này nè, chị đi ra hướng đó xong rồi chị quẹo phải, chị đi thẳng nữa rồi tới đó chị hỏi ta tiếp, chứ còn đường từ đây mà về Sài Gòn là xa dữ lắm chị ơi. Nói xong vậy đó, sau đó là cái cô kia cổ cảm ơn chị Thảo, cổ mới cúi gằm mặt xuống, cổ bước đi. Khi mà cổ bước đi rồi, ở đằng này chị Thảo vẫn rất là tò mò về cô gái. Không lẽ cổ về đây cổ bị lạc đường hay sao ta? Chị Thảo định kêu cô đó lại để hỏi han rồi giúp đỡ cổ. Nhưng mà ngay lúc đó chị Thảo lại nghe thấy tiếng của ba mẹ gọi mình trong nhà. Chị lật đật là đóng cửa tiệm chị đi vô. Đó là cái ngày thứ hai ha, xong qua tới cái ngày thứ ba nữa. Cái ngày thứ ba tầm khoảng 3 giờ mấy là chị Thảo đã dọn hàng ra bán rồi. Khách hàng lúc này thì chưa có nhiều, chỉ có khách vãng lai lâu lâu người ta chạy ngang người ta mua mang đi thôi. Trong cái lúc đang ngồi buồn chán bấm điện thoại, chị Thảo vô tình nhìn xéo xéo qua bên chỗ đầm sen của nhà cô Năm. Chị Thảo thấy rõ ràng là có bóng một người nào đó đang lội bập bõm ở dưới bên cái ao sen kia. Mà cái người này là lội ở trong cái mé, tuốt ở trong sâu nghe. Từ cái chỗ mé lề đường cho tới cái người mà đang lội ở trong chỗ đầm sen đó là tầm khoảng 50 mét. Chị Thảo chỉ thấy vậy, chị dòm, chị đứng lên, chị nheo nheo mắt coi ai làm gì vậy, có phải cô Năm hay không. Thì trong cái lúc mà chị dòm như vậy, có một cái người khách tới mua trà sữa, chị lu bu bán cho người khách xong. Tới khi mà bán xong xuôi hết rồi, chị Thảo quay lại là không có còn nhìn thấy cái người hồi nãy đâu nữa, và cái ao sen kia giờ là vắng que không có ai hết. Cái đó là lúc chiều, cho tới cái lúc buổi tối nữa. Tầm khoảng 6 giờ mấy trời hơi sụp sụp thôi là chị nhìn thấy rõ ràng ở bên hướng ao sen kia có bóng người, mà cái bóng này đen thui hả. Thấy là cái người đó cứ lội vòng vòng, cứ đi vòng vòng á, không biết là làm cái gì, mà do khoảng cách hơi xa á, chị thấy cái người đó nhỏ xíu hả. Khi mà chị Thảo thấy vậy chị cũng bước ra, chị đi gần ra đó lú lú coi ai vậy, tại vì chị Thảo ở đây á là dân địa phương mà chị cũng phải để ý. Tới khi mà chị Thảo đi ra gần á, chị nhìn là thấy rõ ràng cái bóng dáng của cái người đó. Nhìn ở từ xa là thấy cái bóng nó đen thui à, đang lội ở dưới, như họ bắt cá hay là họ đang đào mấy củ sen lên. Chị Thảo thấy rõ ràng định lên tiếng hỏi ai vậy rồi. Thì ở bên quán của chị á, là khách hàng ta tới, ta kêu chị Thảo lại phải quay trở về bán. Chị đứng ở bên này chị cũng dòm qua. Khi chị vừa làm xong, chị ngước mặt lên là không có còn nhìn thấy cái bóng đen nữa rồi. Mà cái sự việc này cứ lặp lại tầm khoảng thêm 2 lần như vậy, chị cứ thấy cái bóng đen đó, rồi quay qua quay lại là không có nhìn thấy nữa. Cứ như vậy cho tới gần khi mà chị Thảo dọn hàng. Chị gần dọn rồi chị thấy là ngồi ở bên mé đường kia, ngồi ở gần mé đường nghe, trước ao sen của bà Năm, là có bóng dáng của cô gái ngày hôm qua. Tóc tai của cổ thì sụ rũ rượi xuống, cổ ngồi chầm hổm ở bên đường á, hai cái tay của cổ thì khum mặt xuống, cổ đang khóc hay sao á. Ở đằng này chị Thảo thấy vậy, hôm rồi là thấy mấy bữa rồi, chị Thảo mới đi qua hỏi han cô này. Khi mà chị đi lại gần cô này á, là chị hửi thấy cái mùi bùn á, cái mùi bùn nó hắt lên, cái mùi thấy ghê lắm. Cái cô này cổ vẫn bận cái bộ đồ xám xám như vậy. Chị lại á, chị hỏi: "Ủa, chị ơi, chị chưa có về Sài Gòn hả?" Cái cô kia nãy giờ cổ khóc sướt mướt, cổ mới quay mặt qua, cổ nhìn chị. Thì khi mà cổ vừa mới quay mặt qua, chị Thảo nhém chút hết hồn. Bởi vì khi mà chị đó chị khóc ra là cái phần nước mắt của chị nó có cái màu hơi đen đen xám xám, giống như là mình dính bùn rồi xong mình khóc hay là mình tắm ra là nó sẽ ra cái nước màu xám xám giống như vậy. Chị đó chị mới nói với chị Thảo: "Dạ chị ơi, em không có biết đường về. Em về không có được chị ơi." Cái cô gái đó cổ nói vậy với chị á, cổ còn nói là cổ nhớ nhà quá, cổ rất là muốn về nhà, mà giờ cổ về không được. Chị Thảo chị mới hỏi: "Ủa sao mà chị về không được? Chị không có tiền hay sao? Hay chị bị lạc đường như thế nào?" Cái chị kia chị nói: "Không phải, chị về không có được." Chị đó chị cứ nói vậy đó. Khi mà chị đang ngồi bên đây nói chuyện với cô gái đó thì mẹ của chị mới đi ra ở hôm trước kêu: "Thảo ơi, về cánh quán nè, khách nè con ơi." Mẹ của chị lớn tiếng kêu như vậy. Vừa khi mà chị giật mình quay qua nhìn mẹ xong, chị quay lại. Thì khi mà chị quay lại, chị thấy bóng dáng của cô này, cổ đã đi lủi thủi ở phía trước rồi. Cổ đã đi cách chị tầm khoảng 20 mét luôn á. Không biết làm sao, chỉ trong một cái quay đầu thôi, nhưng mà cô đó cổ đi nhanh như vậy. Nhưng mà chị Thảo cũng phải quay trở về để bán cho khách của mình trước. Tới khi mà chị bán xong rồi, chị dẹp tiệm, chị ngó qua coi có nhìn thấy cô kia bên bển nữa không, thì chị không có nhìn thấy cổ nữa. Tới khuya ngày hôm đó, tầm khoảng 1 giờ mấy, ở trong nhà chị nghe thấy tiếng la thất thanh của một người đàn ông. Chị nghe la: "Cứu tôi với, cứu tôi với!" Nghe la sùm hết trơn hả. Cả nhà của chị Thảo giật mình, lật đật chạy ra ngoài có cái vụ gì vậy. Ở đây những người dân người ta cũng chạy ra luôn. Thì khi mà lần theo tiếng kêu cứu đó, đi tới gần là ở ngay chỗ đầm sen của nhà bà Năm á, có một cái chiếc xe Honda đang nằm ở dưới. Và cái người đàn ông mà đang kêu cứu là cũng nằm ở dưới chỗ đầm sen đó luôn. Cả người của ổng là bị dính bùn sình gì từa lưa, mặt mày lấm lem hết trơn hà. Ở đây những người dân thấy như vậy là phụ đỡ cái người đàn ông đó lên, rồi phụ lôi cái xe của người đàn ông đó lên nữa. Rồi khi mà lên là cả người cả xe dính toàn là bùn sình không. Lên trên này á là có một cái người dân đó cho mượn cái vòi nước á để ổng xịt lại cái người của ổng, rồi xịt bớt đi cái phần chiếc xe. Tại cái chiếc xe mà bùn xịn vậy không là đâu có chạy về được. Mà sau khi dội bùn xong hết rồi á, cái người đàn ông đó run, thấy là hai cái chân của ổng còn đứng run cầm cập luôn. Những người hàng xóm ở đây người ta mới hỏi: "Ủa, chú bị gì mà cái chân của chú run như vậy? Chú có làm sao không? Có bệnh hay gì không?" Những người hàng xóm ở đây người ta hỏi cái chú đó, thì cái chú đó cái mặt ổng xanh lè, ổng mới nói: "Trời ơi, hồi nãy á, tôi gặp ma. Hồi nãy tôi chạy ngang qua chỗ này nè, đang chạy bình thường, tôi chạy 50 hà, do đường tối thui đâu có ai đâu, tôi chạy 50. Cái tôi chạy lên thế này nè, tôi thấy có nguyên một cái cô gái đứng ở ngay trước đầu xe của tôi luôn. Tôi giật mình, tôi mới lách, tôi bẻ lái, rồi nó tôi mới rớt xuống ở dưới chỗ đầm sen đó đó." Cái ông này ông kể vậy đó. Cái người ta mới hỏi: "Vậy sao ông biết cái người đó là ma?" Cái chú đó chú mới kể tiếp. Chú nói là sau khi mà chú bị té xuống dưới chỗ đầm sen nữa rồi, cả người cả xe nhúng xuống dưới bùn. Cái cô gái kia cổ mới đi lại ngay chỗ mé bờ, cổ đứng, cổ nhìn chú. Mà khi nhìn cái cô đó cổ nói: "Chú ơi, chú chở tôi về nhà được không?" Mà nghe cái giọng đó chú ớn ớn rồi. Cái cô đó cổ bận ở trên người là nguyên cái váy trắng xám. Mà cái người của cô đó cổ đứng hỏng ở trên mặt đất một khúc luôn. Cổ nói xong á, cái bắt đầu là cổ khóc. Khi mà cổ khóc là hai cái con mắt của cổ là nhỏ ra những cái giọt màu đỏ, mà đỏ sẫm như máu vậy đó. Ở đằng này chú mới biết là chú nhìn thấy ma. Sau đó chú la lên. Trong cái lúc mà chú la lên, cô đó cổ mới mờ từ từ. Cô mờ ở ngay trước mắt của chú luôn. Sau đó là cổ mới hoàn toàn biến mất. Chú kể lại là chú đã gặp một cái hồn ma như vậy đó. Ở đây những người dân người ta bán tín bán nghi. Tại từ hồi nào giờ cái khu vực này đâu có xảy ra chuyện gì đâu, đâu có nghe ma quỷ. Tại vì cái đường này là nguyên cái tuyến đường thẳng, đường chạy thẳng tăm tắp vậy đó, đâu có dễ bị tai nạn gì đâu. Mà chú này giờ chú gặp như vậy, người ta nghe thì cũng có người tin, có người thì không có tin. Xong qua sáng ngày hôm sau, tầm lúc 10 giờ, cái anh Cá Viên Chiên ảnh mới quẹo vô, ảnh kể lại cho chị Thảo nghe. Ảnh mới nói: "Ủa em, hôm bữa em nói anh cái vụ mà em thấy anh bán cá viên chiên bên kia, rồi anh thải xuống đầm sen, em nhớ không?" Chị Thảo chị nói: "Dạ em nhớ chứ, thì hôm bữa em thấy anh, em nói vậy đó mà anh còn không tin mà." Cái anh kia, ảnh mới vô ảnh kêu ly trà sữa, ảnh vô ảnh nhiều chuyện với chị Thảo luôn. Anh vô anh kể: "Mới hồi tối bữa hôm qua nữa là ảnh đi bán về trễ, ảnh đi ngang qua chỗ đầm sen này nè, ảnh thấy là cái bóng của cô đó lại đi ở trên mé lề nữa, ảnh tấp vô liền. Ảnh vô bữa nay là ảnh đòi tiền, bởi vì hôm bữa bán cá viên chiên cho cổ rồi mà cổ không có trả tiền cho ảnh. Cái mà cổ trả cho ảnh chỉ là một cái miếng lá sen khô bị giò nát thôi. Ảnh về nhà ảnh lục ảnh đếm tiền của ảnh rồi thì ảnh mới thấy cái phần lá sen đó. Ảnh tức mình quá, ảnh thấy là cô này cứ cúi mặt gầm xuống rồi đi như vậy." Ở đây em lên tiếng anh kêu: "Cô gì ơi, cô cho tôi lấy tiền cái viên chiên hôm bữa đi cô, sao hôm bữa cô trả lá sen cho tôi là làm sao?" Ở đây anh cái viên chiên anh đòi như vậy, mà cái cô kia cô không có quan tâm, cổ cứ cúi mặt cặm cụi rồi cổ bước đi. Tức cái mình quá, anh cái viên chiên này ảnh mới thắng xe lại, ảnh bước xuống rồi đuổi theo cổ. Cô này cổ đi từng bước mà cổ lê thấy cái chân nặng lắm, cổ đi chậm hiều à. Bước vài bước là anh bán cái viên chiên này tới gần. Ảnh chạm lên vai của cô này. Vừa mới chạm lên trên vai thôi là ảnh cảm nhận được cái bàn tay của mình á, sao mà nó dính cái gì đó nó trơn trơn, nó kỳ lắm. Lập tức là cô đó cổ mới quay lại. Khi mà cổ quay lại là cái anh cái viên chiên này ảnh bị điếng hồn luôn. Bởi vì anh nhìn thấy hai con mắt của cô này nó đen thui hà, cái quần ngoài là đen thùi lùi luôn. Ở trên miệng là cái phần ngay chỗ khóe môi là còn bị rỉ máu ra đó nữa. Cổ nói một cái mà khiến cho anh bán cái viên chiên này phải sởn người luôn. Cổ nói, em không có tiền, em có lá sen thôi. Cô đó cổ nói mà cái giọng của cổ Tháp cũng là đà. Rồi sau đó cổ mới lướt thẳng ra chỗ ngay chỗ cái đầm sen này nè. Cổ lướt ra được tầm khoảng 10 mét rồi, sau đó là cổ biến mất. Ở đằng nãy anh bắn cái viên chiên ảnh điên hồn luôn. Tới khi mà ảnh bắn cái viên chiên ảnh bình tĩnh lại rồi, ảnh nhìn lên trên cái bàn tay của mình là thấy nguyên cái bàn tay nó dính bùn sình không. Ảnh sợ quá lật đật, ảnh mới leo lên trên xe, ảnh chạy thiệt là lẹ, ảnh chạy về. Qua bữa nay gặp lại chị Thảo rồi mới kể lại cho chị Thảo nghe vậy đó. Chị Thảo cũng thấy ngờ ngợ, không lẽ cái cô đó là ma hay gì trời. Vậy là mấy bữa nay mình gặp ma hay sao? Mà chị Thảo chỉ nói cái khoảng thời gian đầu khi mà nhìn thấy cô đó là thấy cổ bình thường à. Cổ đâu phải là máu me ma mị gì đâu. Chỉ là thấy cô này cổ hơi có hôi mùi bùn chút vậy thôi à. Cho tới tầm khoảng 11 giờ mấy gần 12 giờ, ở ngoài trời mưa lâm râm. Trong cái lúc đó chị Thảo vẫn ngồi trước quán của mình thì có nguyên một cái chiếc xe của vợ chồng cô chú đó chạy. Mà không biết chạy sao mà thắng một cái rét, nguyên cái chiếc xe nó quay vòng lại, cô chú này mới ngã xuống lề. Ở đằng này chị Thảo thấy vậy cũng hết hồn, lật đật là lấy dù đi ra ngoài kia phụ đỡ cho cô chú đó vậy. Ở đằng này những người dân người ta cũng ra phụ nữa. Mà khi đỡ rồi cái xe của cô chú nó bị cứng ngắc à, chắc là nó bị hư hay sao á. Khi đó chị Thảo mới kêu là cô chú đem cái xe lại ngay chỗ quán của chị nè để đỡ đi, rồi vô đây nghỉ ngơi chút nữa, tại vì trời mưa rồi, đợi tạnh mưa hả về. Vô cô chú mới kêu 2 ly trà sữa ra, thì ngồi mà thấy mặt mày của cô chú cũng xanh lè xanh lét. Chị mới hỏi là cô chú đó có ổn hay không, hồi nãy bị té rồi có bị đau ở đâu hay không. Cô chú kia nói là cái người không có đau, mà anh vợ thì sợ quá. Chị nghe cái chị thấy lạ liền, chị mới hỏi, ủa sao vậy cô chú? Bộ cô chú bị té rồi sợ quá hả? Cái cô chú kia mới nói không phải. Hồi nãy vợ đang chạy xe vẫn tập trung quan sát phía trước, chạy ngon lành, tự nhiên là tới ngay chỗ khu vực của cái ao sen đó đó. Là thấy có một cô gái phóng ở tự mé lệ, phóng một cái dù ra. Chú ở phía trước chú thấy vậy chú hết hồn, là chú mới thắng quay lết cái bánh xe, rồi cả hai vợ chồng chú mới bị té xuống lề. Là cái hiện tượng giống như cái chú mà hôm qua buổi tối chú bị lọt xuống chỗ dưới đầm sen này nè, bị y chang như vậy luôn. Sau khi mà cô chú té rồi, cô chú dòm lại là vẫn thấy cái cô đó cũng đứng ở ngay chỗ vị trí hồi nãy. Mà nguyên nhân vì sao cô chú biết là cô chú gặp ma? Tại vì những cái hạt mưa là nó nhiễu xuống, xuyên qua người của cái cô gái này luôn. Cái cô đó cổ đứng mà cái mặt của cổ cứ cúi gầm xuống, cái đầu sụ sụ xuống vậy đó. Cổ đứng tầm khoảng hiện ra 2-3 giây thôi, sau đó là cổ biến mất. Ở đằng này cô chú té thì cũng hơi ê mình mẩy. Tới một lúc sau coi cái xe thì cái xe nó đã khởi động lại được, và cô chú đợi tạnh mưa thì hai người đã đi về rồi. Đó là thêm một cái hiện tượng trong cái ngày hôm đó nữa. Cho tới tận tối ngày hôm đó thì chị Thảo lại tiếp tục nhìn thấy là có một cái bóng người đen đen đang đứng lúi cúi làm gì đó ở bên đầm sen nhà của cô Năm. Chị thấy thì chị để ý liền, tại vì mấy ngày nay đều thấy như vậy, không biết là cái người đó làm cái gì. Rồi ở đây mấy ngày nay cũng xảy ra những cái hiện tượng lạ, có 2 vụ tai nạn giao thông, rồi có thêm cái vụ của anh cái viên chiên nữa. Mới đầu thấy lần thứ nhất thấp thoáng là sau đó lại biến mất. Tới cái lần thứ hai là ở đây chị Thảo thấy rõ ràng hình bóng của cái cô gái hôm bữa mà bận cái váy màu xám á. Cái cô đó cổ đứng lơ lửng ở trên những cái lá sen, mà làm gì có con người nào có thể đứng lơ lửng được như vậy. Chị thấy, chị dòm vô, chị thấy 2 con mắt của cô này giờ nó sáng quắc hả. Còn ở cái vòng ngoại là nó màu đen, cổ đứng, cổ bay lơ lửng như vậy. Ở đằng này với khoảng cách đó chị thấy, chị điên hồn. Chị trố mắt chị nhìn tầm khoảng 5 giây thì cô kia cổ từ từ biến mất. Chị thấy cái lúc này tới tận ngày hôm nay chị Thảo mới biết là mình đã gặp ma, chứ mấy bữa trước á, chị đâu có tin đâu. Sự việc chưa dừng lại ở đó, cho tới tối ngày hôm đó tầm khoảng 9 giờ, bữa nay là chị đóng cửa sớm hơn. Khi mà chị chuẩn bị khép cái cửa lại á, chị lại ngửi thấy cái mùi bùn tanh tưởi giờ nó sọc vô lỗ mũi của mình nữa, dự cảm không lành. Chị dòm ra thì thấy đứng ở ngay trước chỗ cổng á, là có một cái cô gái. Cái cô này chính là cô gái hôm rày nè, cô bận ở trên người là cái váy xám đó. Bữa nay là cổ không nói không rằng gì hết trơn, cổ chỉ đứng im như vậy. Cái chân của cổ vẫn là dính bụng sình, rồi cái người của cổ là hôi rình hà. Cổ đứng vậy đó, hai con mắt của cổ thì chăm chăm nhìn vô ở trong nhà của chị Thảo. Chị Thảo cho thấy vậy rất là sợ, chị càng quýu tay quýu chân hơn, tranh thủ đóng cửa thiệt lẹ, rồi chị chạy vô trong nhà của mình. Qua tới sáng của ngày thứ năm thì cái bữa hôm đó là cô Năm cổ đi ra ở ngoài chỗ đầm sen của mình để cổ thu hoạch. Cô Năm cổ đi thu hoạch sen là cổ sẽ đi ở trên một cái xuồng nhỏ. Cái xuồng của cổ đẩy tới đâu thì cổ sẽ hái bông, rồi cổ hái mấy cái đài sen, rồi cổ sẽ hái mấy cái củ sen, xong rồi cổ để lên trên chiếc xuồng này. Cổ ra ngoài này cổ hái được tầm khoảng một lúc rồi. Tới khi cái xuồng của cổ đẩy vô sâu ở trong chỗ đầm sen này, sao mà cổ thấy cái xuồng nó cấn, nó dướng cái gì không biết mà đẩy không có đi. Ở trên này cổ mới lấy cái cây cổ sắn xuống, coi nó cấn cái gì vậy. Khi mà cô Năm cổ sắn xuống, cổ cảm nhận được có cái gì đó nó cứng mà nó cũng mềm. Cái cổ mới lội xuống cổ coi thử. Sau khi mà cổ lội xuống, cổ mò một hồi là cổ đụng nguyên cái bàn tay luôn. Nguyên cái bàn tay người của mình, cổ thấy một cái cổ dở lên, cổ điếng hồn liền. Cô Năm cổ la làng la sớm, cổ chạy từ trong cái đầm sen của cổ mà cổ chạy lên, cổ té lên té xuống, cổ chạy ra được tới chỗ mé lộ. Cổ la là có xác người đang ở trong cái đầm sen của cổ, cổ la quá trời luôn. Rất là nhanh, những người công an người ta xuống. Rồi những người công an người ta cũng đem cái phần thi thể này lên. Tới chừng mà đem lên là thấy mặt, mũi, tóc, tai của cô này bụng xịn không hà. Mà cái mùi xịn nó át đi cái mùi hôi thối của phần cơ thể luôn. Không có hửi thấy là cô này cô hôi vậy trơn, hửi thấy cái mùi xịn thôi. Đem vô trong này người ta cũng xịt nước cho nhìn thấy được nhân dạng của cổ. Tới khi mà xối nước ra rồi ở đằng này, chị Thảo chị cũng đi qua coi, do cái vụ này là đối diện nhà của chị mà. Chị Thảo ra coi thì chị thấy sau khi mà nước dội đi, cái khuôn mặt trắng xác này, cái khuôn mặt này không ai khác chính là cái khuôn mặt mà hôm rày chị nhìn thấy cái cô gái đó. Cái cô gái này cũng đang bận đúng y xì cái váy luôn nè. Mà cái váy này thật ra nó không phải là cái váy màu xám, mà nó là cái váy màu trắng, do nhúng ở trong bụng nên nó chuyển qua thành cái màu xám đó. Cái cô gái này chắc là cổ đã bị dùi dưới đây từ hồi nào rồi, nên bây giờ thấy là cái phần cơ thể của cổ nó bị bủng, nhìn thịt thà nó mềm ui à. Nhưng có điều là cơ thể của cổ chưa có thấy phân quỷ gì trơn á. Dù đã dội nước đi rồi chứ cái phần cơ thể của cổ vẫn không có cái mùi hôi thối nghe. Hay là do chị Thảo đứng xa quá nên chị không có ngửi được. Ở đây những người công an cũng mới hỏi coi dân đây có cái hiện tượng gì lạ không. Chị Thảo chị mới vô chị kể liền. Chị nói là cách 5 ngày trước chị thấy là có một cái người đàn ông trùm kín mặt vậy đó, đi xe máy đi qua đi lại, rồi đứng ở chỗ trước cái đầm sen này ngó mấy lần. Từ cái lúc chiều tới cái lúc khuya là thấy tới mấy lần lận. Những người công an người ta cũng ghi nhận lại cái manh mối mà chị Thảo cung cấp. Xong xuôi hết rồi người ta cũng đem cái xác của cái cô gái này đem đi lên trên chỗ công an để tiếp tục khám nghiệm điều tra. Còn cô Năm từ khi mà cô thấy cái xác đó cô sợ quá trời sợ luôn, cô tuôn cô chạy về nhà cô. Nhưng mà cũng từ cái lần đó xong, những người dân ở đây người ta thường xuyên đi ngang qua chỗ khu vực đầm sen này, lại nghe thấy cái tiếng than khóc của một cái cô gái. Có nhiều lần thấy là cô gái cổ ngồi ở cái chỗ mé đường đi ra mé bờ sen, là thấy cổ ngồi đó, cái mặt của cổ thì úp xuống, cổ ngồi khóc nức nở. Rồi có khi là nhìn thấy cổ ngồi trên cái chiếc xuồng của cô Năm, tại vì cô Năm cổ để cái xuồng của cổ ở đây luôn. Thấy là bóng dáng của cô đó ngồi trên xuồng, tóc của cổ thì xả dài xuống, cái mặt của cổ thì hướng đăm chiêu nhìn chỗ khác. Rồi nhiều lần người ta đi ngang đây, cổ nghe thấy cái tiếng là cổ nói cổ nhớ nhà, cổ muốn về nhà. Cổ ngồi ở trên cái ghe mà cái ghe nó tự động trôi lướt nhẹ nhẹ trên cái mặt sen. Nhiều người nhìn thấy cái hình ảnh đó ai cũng sởn da gà hết. Rồi có bữa ở đây chính mắt của chị Thảo cũng nhìn thấy. Chị thấy là cái ghe nó tự trôi nhẹ nhẹ. Cái ghe nó trôi dần, nó len lút trong những cái cây sen mà nó trôi. Nhìn cái cảnh tượng nó thấy ghê dữ lắm. Được tầm thêm một tuần nữa thì bữa hôm đó bên này chị Thảo nhìn thấy là có một cái chiếc xe ô tô, sau đó dừng lại ở phía trước chỗ đầm sen của nhà cô Năm á. Bước từ trên chiếc xe ô tô này xuống là độ tầm khoảng 10 người, trong đó là có những cái vị sư thầy nữa. Chắc những cái người này là thân nhân của cái cô mà hôm bữa tìm thấy xác ở đây. Bữa hôm nay họ tới đây để mà kêu vong hồn của cô gái đó về. Thấy làm bên đó cúng kiến cũng lâu lắm. Từ sau cái bữa hôm đó luôn là chị Thảo mới không có còn nhìn thấy những cái hiện tượng gì nữa hết. À, sau này chị Thảo mới biết được nguyên nhân vì sao mà cô gái kia cũng chết. Cái người mà hôm bữa chị thấy trùm kính mít đen thui chính là người yêu của cô gái này. Nhà của cô gái này là cổ ở trên Sài Gòn. Đợt đó cổ cùng với người yêu của cổ về dưới quê chơi. Mà nhà của anh người yêu thì không có khá giả lắm. Nhà thì ở nhà lá, nền thì nền đất. Còn cái đường đi vô nhà là một cái con đường đất mà cũng lầy lội dơ dái. Cô này khi mà cổ vô cổ thấy vậy cổ không chịu, cổ tỏ ra cái thái độ là khinh chê. Không biết hai người cự lộn với nhau như thế nào đó. Sau đó nữa là cái anh người yêu này đã xuống tay, vô tình ảnh đánh chị mà đánh trúng cái chỗ điểm yếu nên chị đã chết tươi ở ngay tại chỗ. Sợ cái sự việc này bại lộ cho nên là cái anh đó mới kiếm chỗ giấu đi cái xác của chị người yêu. Ảnh tìm kiếm làm sao đó không biết, là ảnh nghĩ chắc là cái ao sen này á, giờ nếu mà vùi cái xác xuống thì cái mùi bùn ở chỗ ao sen này á sẽ lấn át đi cái mùi thi thể phân quỷ, cho nên ảnh mới lựa chọn cái chỗ ao sen này. Mà ảnh làm không kín đáo gì trơn, ảnh đi qua đi lại chi cho mấy lần. Ở đằng này chị Thảo để ý thấy hết trơn à. Và đây là toàn bộ câu chuyện mà chị Thảo chị đã gửi lại cho Như trong một lần mà ở gần chỗ quán trà sữa của chị có xảy ra một cái hiện tượng ma mị như vậy. Bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai trong ngày hôm nay ha. Câu chuyện này là Như được một chị gái, chị tên là chị Út Xanh, chị gửi lại chuyện này cho Như. Chị kể lại hồi trước là mẹ của chị mất sớm dữ lắm. Từ khi mà chị Út Xanh lên được 1 tuổi là mẹ đã qua đời rồi. Ở trong nhà của chị chỉ còn lại mỗi ba và hai người chị gái lớn của chị Út. Cái chị thứ hai sau này thì chị đã có chồng con, chị đi làm ở chỗ khác. Còn chị ba thì chị ba làm ở Sài Gòn. Tới khi mà sự việc này xảy ra là chị Út Xanh năm đó chị học lớp 12. Hồi trước tới giờ ba thương ba chị em chị dữ lắm. Một tay ba chăm sóc nuôi nấng lo cho ba chị em. Nhiều lần mấy chị em cũng có kêu ba, thôi ba kiếm một cái cô nào đó để về làm bạn sống với ba đi cho vui vẻ. Nhưng mà ba nhất quyết không chịu. Ba nói là ba sẽ ở vậy đó. Ba nuôi ba đứa con, tới chừng nào ba chết thì thôi. Ba chết thì ba sẽ về với mẹ, chứ ba không có chịu quen thêm người phụ nữ nào cả. Cho tới một cái ngày hôm đó, sau khi mà chị Út đi học về, chị thấy là ba của chị ngồi ở phía trước bàn ngồi uống trà. Mà cái mặt ba suy tư dữ lắm cả. Thấy từ xa là chị chạy vô chị hỏi, ủa ba ơi, sao bữa nay nhìn ba suy tư vậy? Bữa nay ba biết thương bà nào hay gì rồi phải không? Chị ghẹo ba vậy đó. Cái ba mới nói, không phải, bữa nay ba thấy mẹ hiện về. Chị Út nghe vậy chị mới hỏi lại, ủa bộ ba nhớ mẹ hay gì mà nay ba mơ thấy mẹ nữa? Hồi nào giờ con đâu có nghe ba kể đâu. Ba của chị Út lúc đó mới nói, hồi đó vợ mẹ của con chết cũng 10 mấy năm rồi, mà ba hồi đó vợ ba chưa thấy lần nào hết trơn. Không biết làm sao nữa, ngày hôm qua ba thấy mẹ hiện về. Chị Út chị mới hỏi, ba thấy mẹ hiện về sao ba kể con nghe chứ? Ba của chị mới nói là hôm qua thấy mẹ đứng ở ngay trước cửa. Mẹ bận cái bộ đồ là cái bộ áo dài hồi xưa. Cái bộ áo dài này là mẹ thích dữ lắm. Mẹ hiện ra mẹ đứng ở trước mà mẹ tay cứ ngoắc ngoắc ba. Mẹ vừa ngoắc mẹ vừa cười. Miệng của mẹ là đang nói cái gì đó nữa, nhưng mà có điều ba không có nghe được. Ngoại hình của mẹ vẫn là trẻ trung y chang hồi xưa luôn. Chỉ có ba là già đi thôi. Chứ còn mẹ mất cái lúc đó là ở độ tuổi mẹ còn cũng đẹp. Nhìn mẹ cũng xinh gái lắm. Chị Út chỉ nói là ba nay ba nhớ mẹ quá thôi chứ đâu có gì đâu. Nói xong mấy câu rồi hai ba con cũng vô dọn cơm ăn. Chị Út đi học về lại thấy ba của mình ngồi trầm tư. Chị mới hỏi, ủa ba ơi, bữa nay vụ gì mà không thấy ba ngồi suy tư nữa vậy? Chị Út với ba trong nhà rất là thân, hai người nói chuyện nhiều khi giống như là bạn bè luôn. Ba của chị cũng cưng chị dữ lắm. Chị hỏi vậy đó, ba của chị cái mặt rầu rầu, ba nói nữa. Ba nói á, mấy bữa nay hình như ba thấy có hai cái bóng đen kia đi theo ba. Tự nhiên chị nghe tới đó, cái chị Út hết hồn, chị mới hỏi lại. Trời đất ơi, không lẽ ba nói nhà mình có ma ha? Sao ba nói vậy? Ba ông ngồi suy nghĩ từ từ ông mới kể. Ba kể là có mấy sự việc lận. Mấy bữa trước nữa là ba thấy có hai cái bóng đen đứng ở phía trước nhà của mình á, mà đi tới đi lui. Buổi tối ba ra ba tưởng ăn trộm không à, ba vừa chạy ra là cái bóng nó mất tiêu. Tới mấy bữa hôm sau nữa, ba thấy cái bóng đen nó ngồi trước nhà, mà ba lại chạy ra là những cái bóng nó lại biến mất tiêu nữa. Mà cái bóng này á, dòm dáng là của người đàn ông, nhưng mà mặt mũi thì không có thấy rõ. Xong cái ba kể thêm là mới bữa hôm trước nè, ba thấy mấy cái bóng đen đó đứng ở trước cửa phòng ba. Ba ngủ, ba không có đóng hẳn cửa lại, ba để khép hờ thôi. Thì cái lúc đó là có hai cái bóng đen nó đứng lấp ló ở trước cửa ba giật mình, ba tưởng trộm. Cái ba chạy thiệt lẹ ra, ba vừa mới phóng xuống giường, chạy ra ngoài là hai cái bóng nó biến mất tiêu à. Qua mới ngày hôm trước nữa nè, là ba mới nhìn thấy hai cái bóng đó đứng ở trong phòng của ba. Buổi tối ba nằm ngủ, ba mắc tiểu quá nên ba dậy. Vừa mới lờ mờ dậy ba bước đi ra. Ba ra gần tới cửa thôi, ba sực lại, bởi vì ba nhìn thấy ở bên chỗ chá mắt của mình nè, là thấy có hai cái bóng đen đang đứng lù lù mé cửa. Ba hết hồn, ba nhìn lại, ba ấn cái công tắc đèn liền. Vừa khi mà ấn cái công tắc đèn đó, lập tức là hai cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất luôn, ba không thấy mấy cái bóng đâu nữa hết. Thỉnh thoảng là những cái bóng kia giống như là họ đi theo ba. Rồi mới hồi trưa này nè, ba diễn tả là ba đang ngủ trưa, ba thấy hai cái bóng đứng ở kế bên ba, mà họ còn đang nhìn chằm chằm ba nữa. Ba cảm giác là sợ cái bóng lắm, không biết làm sao ba lại gặp như vậy. Lúc mà nghe ba kể lại vậy á, chị Út chị không biết là chuyện gì đang xảy ra với ba hết trơn á. Chị Út mới nói, chắc dạo này á, ba làm việc cực lực quá nên ba bị ảo giác hay sao á. Thôi ngày mới ba nghỉ làm đi, ba ở nhà đi, rồi ba nghỉ ngơi. Chứ ba làm hoài ba mệt, ba bị vậy á. Chị Út chỉ khuyên ba được như vậy thôi. Chứ hồi đó là cái tuổi đời của chị còn rất là nhỏ so với tuổi đời của ba, thì làm sao mà chị đưa ra được lời khuyên tốt hơn bây giờ. Từ sau cái bữa nói chuyện với chị xong á, ba có hiện tượng là giống như ba lo lắng, ba bồn chồn á. Thấy ba cứ có vẻ là thấp thỏm làm sao á. Chị thấy rõ ràng, nhưng mà chị hỏi ba là ba bị gì vậy, ba không có nói. Mà trong những cái ngày đó chị thường xuyên nghe ba của chị nói là ba nói ba nhớ chị hai, ba nhớ chị ba, rồi ba nhớ cháu à. Một ngày mà chị thấy ba cứ lấy điện thoại ba gọi cho hai chị miết luôn. Hai chị thì cũng bận đi làm nữa, mà ba gọi vậy chỉ nghe được có chút xíu à. Ba còn kêu là mấy chị về nhà thăm ba đi, ba nhớ quá à, ba nói vậy đó. Và trong những cuộc hội thoại mà ba nói chuyện với hai chị, ba nói vậy nè. Sau này ba chết là ba sẽ chia cái phần đất đó là cho chị hai, ba sẽ chia cái phần đất đó là cho chị ba, còn lại cái căn nhà này là sẽ cho con Út. Ba nói chuyện vậy đó. Thì khi mà chị nghe tới cái lúc đó chị hết hồn, chị chạy lên chị nói ba liền. Còn mấy chị nghe thấy vậy cũng hết hồn, hỏi lại là ba có thấy mệt trong người gì không, mà tại sao ba lại nói vậy. Ba nói ba khỏe re à, ba nói là chỉ nói vậy thôi, sau này cho mấy đứa biết vậy đó. Ba cứ nói bâng quơ vậy mà ba nói hoài luôn. Ba còn nói với chị Út là ba có mua bảo hiểm, sau này mà ba chết tới đúng 18 tuổi thì chị Út sẽ nhận được cái phần bảo hiểm đó. Cái giá trị của bảo hiểm này là lên tới 500 triệu lận. Bởi vì ba mua từ cái lúc mà chị mới vừa sinh ra là bắt đầu mua rồi. Mua dần dần vậy đó. Tới khi mà chị 18 tuổi chị rút ra sẽ có tiền đi học đại học luôn. Không chỉ là ba lo cho chị Út vậy đâu, cả chị hai chị ba đều lo chu tất, lo tất cả mọi thứ đều chu toàn như vậy cả. Tới tối ngày hôm đó, chị Út đang nằm ngủ, tự nhiên chị mắc toilet quá, chị dậy đi toilet. Sau khi mà đi ngang phòng của ba rồi, tự nhiên lúc đó là chị cảm thấy không có an tâm lắm, chị mới ghé vô phòng của ba. Chị ghé vô thì chị nhìn thấy là đứng ở ngay chỗ đầu giường của ba là có hai cái bóng đen. Hai cái bóng đen thui cao nhọng đang đứng nhìn chằm chằm ba. Chị thấy vậy chị hết hồn té ngã ngửa ra sao, chị la làng lên. Ba của chị đang nằm ngủ hết hồn, ba mới giật mình dậy thì thấy là chị đã té mà mất mắt nước mũi gì của chị chảy tèm lem. Cho chị Út thấy cảnh chị sợ quá. Mà khi ba dậy là hai cái bóng nó đã biến mất rồi. Chị khóc lóc, chị ôm ba, chị nói là bữa nay chị cũng thấy hai cái bóng nữa vậy đó ba ơi. Chị nói chị sợ quá à. Ba cũng ráng an ủi chị, sau đó là chị cũng quay trở lại phòng ngủ. Qua sáng ngày hôm sau chị cũng có đi học, chị thấy là sáng sớm ba xách xe đi đâu á, chị mới hỏi. Ủa ba ơi, ba đi đâu ạ ba? Ba mới nói là ba đi sang nhà của dì, ba đi chút xíu ba về à. Thì chị cứ nghĩ là ba đi công chuyện gì thôi. Qua chiều ngày hôm đó cái dì mới nhắn tin cho chị nói là hỏi ba con có bị gì không. Mà bữa nay ba con qua nói với dì mà ba nói mấy cái thấy ghê quá à, dì nghe dì còn sợ nữa. Ba qua ba dặn dò là sau này ba chết thì sẽ để lại cái gì cho con, rồi để lại cái gì cho mấy chị, rồi còn nhờ dì là sẽ chăm sóc cho con nữa. Dì nhắn tin nói lại với chị Út vậy đó mà chị điếng hồn luôn. Chị không biết là ba mình bữa nay bị gì vậy trời. Đã hôm rồi có những cái hiện tượng kỳ lạ rồi mà bữa nay còn đi qua gặp dì nói vậy nữa. Chị Út chỉ theo dõi, hôm rồi sức khỏe của ba vẫn bình thường, ba vẫn khỏe re à, không có thấy yếu hay mệt gì hết trơn á. Cứ như vậy cho tới đúng một tuần sau, buổi trưa ngày hôm đó ba đang nằm ngủ trưa, ba leo lên võng nằm ngủ trưa rồi á, thì ba nằm ngủ một giấc tới chiều luôn. Tới khi mà giờ ăn cơm chiều, chị vô chị kêu ba, chị kêu mấy lần ba không dậy, chị Út mới lại chị lay người ba. Ngay cái lúc đó luôn chị lại, chị đụng xong mà cái tay ba nó lạnh ngắt à, chị rờ lên mũi ba, không có còn nghe hơi thở gì nữa hết, ba cứ như vậy mà ba đã nhắm mắt ra đi. Ở đây chị Út la làng la xóm lên, chị khóc chịu không nổi. Rồi mấy chị rồi dòng họ cô chú mới kéo về tổ chức đám tang cho ba. Cái lúc đó là chị Út á, chị không tin đó là sự thật luôn. Ủa mới hồi sáng ba còn nói chuyện vui vẻ với mình mà ba ngủ trưa xong á, cái ba biến mất tiêu à. Không biết là ba đã bị gì mà nguyên nhân gì ba chết cũng không biết luôn. Những người hàng xóm anh ta nói là chắc ba bị đột tử, ba bị trúng gió gì ba chết thôi, chứ ba không có nguyên nhân bệnh hoạn gì cả. Sau đó tổ chức đám tang cho ba, thì ở trong ngày đám tang của ba, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái hiện tượng là có nguyên một con bướm màu đen. Cái con bướm này là nó bự hơn những con bướm bình thường lắm. Cái cánh bướm của nó là bự bằng chỗ cái bàn tay của mình vậy nè. Con bướm nó cứ bay vòng vòng ở trong nhà, sau đó là con bướm đen nó lại đậu lên trên quan tài. Rồi con bướm đen nó lại đậu lên trên người của chị hai, chị ba, rồi đậu cả lên trên người của chị Út nữa. Con bướm đó là 3 ngày liền, trong 3 ngày đám tang của ba là nó cứ bay vòng 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 ở xung quanh chỗ quan tài của ba không ạ. Nó không có hề rời đi. Mà ở đây người ta nói đó chính là vong hồn của ba về, ba thăm lại gia đình một lần nữa. Thì khi mà nói vậy đâu có ai dám xua đuổi với con bướm đó đâu. Cái lúc mà chị Út vô trong phòng của ba để sửa soạn quần áo đem đi đốt, chị vừa mới mở cửa phòng thôi là chị thấy bóng dáng của ba ngồi trên giường á. Ba đang ngồi đó mà cái mặt của ba suy tư lắm. Chị lên tiếng chị kêu, ba ơi! Chị la làng lên như vậy thì lập tức đó là ba của chị mờ từ từ rồi ba biến mất. Chị đứng đó chị khóc sướt mướt luôn. Ở đằng này hai chị của chị mới chạy xuống thì mấy chị nói do ba thương nhớ. Do chị Út thương nhớ ba quá nên chị mới nhìn thấy vậy thôi, chứ ba mất rồi. Cũng ráng an ủi chị nữa. Cái lúc đó là chị khóc, hai con mắt của chị nó sưng húp lên hết trơn à. Hai cái mí mắt mà nó nở bự ra, thành ra con mắt nó ti hí như cái sợi chỉ vậy đó. Không những là có chị nhìn thấy, mà chính mắt chị hai của chị cũng nhìn thấy nữa. Trong cái bữa đám tang thì chị hai cũng chở con của mình về. Đứa con của chị là năm đó nó lên 3 tuổi rồi. Nhóc nhỏ nó đang chơi ở phía trước á. Chị thấy là vong hồn của ba hiện ra. Ba ngồi đó ba còn nựng đầu của đứa cháu nhỏ của mình nữa. Ở đây chị hai đứng đó khóc rưng rưng mấy cái. Sau đó là ba cũng mờ từ từ rồi ba biến mất như vậy. Sau khi mà đám tang của ba chôn cất mở cửa mã xong xuôi hết rồi, thì mấy chị cũng phải quay trở về tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Chị Út thì vẫn ở lại trong căn nhà này, chị đợi cúng kiến xong xuôi hết, sau đó thì chị mới đi qua nhà của dì. Tại vì dì kêu chị là nghe theo tâm nguyện của ba, khi mà ba mất dì hứa là dì sẽ chăm sóc cho chị rồi. Hồi trước chỉ có hai ba con ở trong căn nhà, mà từ hồi ba chị mất xong chị cảm thấy cô đơn lạc lõng lắm. Nhiều lúc buồn chị nằm bấm điện thoại tới khuya, thì thỉnh thoảng lúc đó chị lại nghe bên tai là tiếng ba của chị nhắc tắt điện thoại rồi ngủ sớm đi. Và trong vòng suốt 49 ngày chị cũng thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của ba cứ đi tới đi lui trong nhà. Mà khi chị thấy, chị chạy ra một cái là lập tức không có còn nhìn thấy gì nữa. Chị thấy cái bóng của ba đi sọt ngang qua, hoặc là đi trước phòng mình, hoặc là đi xuống dưới bếp, hoặc ở mé ngoài hiên nhà thôi. Chị cứ thấy cái cảnh đó hoài à. Những lần mà chị thấy vậy chị là chạy lên phía trước để đốt nhang cho ba. Chị rất là thương ba mình. Ma cỏ thì chị không có sợ, mà chị thấy ba vậy chị muốn nhào tới để ôm ba mà thôi. Trải qua hết 48 ngày rồi, tới cái ngày 49, thì sau khi mà buổi cúng ngày hôm đó diễn ra xong á, tới buổi trưa, chị thấy ba của chị hiện về. Ba lại, ba xoa đầu của chị, ba nói, ba đi nghe con gái. Ba nói xong ba xoa đầu chị một cái nữa, rồi ba mới rời đi. Đó là một cái giấc mơ mà có lúc buổi trưa chị mệt quá, chị giật người ra chị ngủ. Không những có chị nhìn thấy như vậy, tới buổi tối ngày hôm đó, cả chị hai và chị ba cũng mơ thấy cái giấc mơ tương tự giống như là chị út mơ luôn. Tức là ba đã về, ba chào tạm biệt ba chị em. Từ khi mà còn sống tới khi mà ba mất, ba vẫn yêu thương ba chị em như vậy. Chị út chị cảm thấy rất là tự hào vì mình có một cái người ba quá là tuyệt vời. Sau đó nữa chị cũng chưa có lần nào nhìn thấy ba hết. Ba khi ba mất rồi, nhưng mà ba đã lo tất cả mọi thứ đâu vô đấy, cái nào cũng chu đáo hết. Dù là ba đã mất, chứ cái phần kinh tế cho chị Út đi học á, là ba đã lo sẵn từ A tới Z hết. Ba còn chuẩn bị một cái số tiền bảo hiểm đó cho chị đi học đại học nữa mà. Chị không có hề bị thiếu hụt gì hết trơn á. Và cũng may mắn là chị ở chung với dì cũng yêu thương chăm sóc chị, coi chị như là con gái của mình thôi. Bởi vì người dì của chị là em ruột của mẹ, dì không có con cái, không có chồng gì cả. Và cứ như vậy chị Út sống chung với dì của mình cho tới thời điểm bây giờ luôn. Và đây là toàn bộ cái câu chuyện mà chị Út đã gửi lại cho Như, để Như cùng chia sẻ lại cho quý vị. Câu chuyện của chị Út tới đây cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị yêu thương Như, nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này đến những người thân và bạn bè của mình. Như cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thiệt là vui vẻ và thư giãn. Nếu quý vị có những câu chuyện, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail Như để ở bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ gửi lại cho Như thì Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến tất cả khán thính giả ở trong và ngoài nước. Bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Tạm biệt quý vị nghe. Bye bye!